chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhi Lên TV Lớp nhé. Thì Nhi Lên Nhi thông báo với cô chú anh chị và mọi người như sau. Thì trong gần đây nhất thì Nhi làm clip và Nhi lên những cái clip thì Nhi sẽ chia sẻ những cái quang cảnh, những cái nơi mà ở gần cái nơi gia đình nhà Nhi đang sinh sống ở đây. Thì thứ nhất thì Nhi sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người những cái cảnh đẹp nhất để cho cô chú anh chị và mọi người trên không gian mạng được theo dõi những cái nơi mà cô chú anh chị mọi người chưa được đặt chân đến, những cái bối cảnh cũng rất chi là đẹp và thơ mộng để gửi cho cô chú chị và mọi người. Cái thứ hai nữa thì Nhi sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ về những cái vấn đề xoay quanh cái drama của cô Nguyễn Phương Hằng và một số những cái cá nhân và một số những cái kênh YouTube đã lên làm những cái lọ, làm những cái kia trên không gian mạng và đặc biệt là kết bè kết cánh và bày đàn nhân trên không gian mạng để thêu dệt nên những cái câu chuyện nói không thành có. Thì Nhi sẽ lại vẫn tiếp tục chia sẻ những cái khóc khuất trong cái drama và những cái chiêu trò của cái đàn YouTuber cho cô chú anh chị và mọi người được biết. Thì đấy là những cái tiêu đề mà Nhi muốn nhắn nhủ đến cô chú anh chị mọi người và đặc biệt là những khán giả trên kênh của Nhi. Thì mong được sự giúp đỡ và được sự ủng hộ của cô chú anh chị và mọi người trên kênh của Nhi. Cái thứ hai nữa thì trong cái clip ngày hôm nay thì Nhi sẽ lại tiếp tục Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người về ba phần. Phần đầu tiên thì Nhi sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người về cái nhân vật đó là lang thang bụi rậm. Thì trong cái câu chuyện lang thang bụi rậm ấy thì trong cái clip này thì Nhi cũng đã nói cũng rất chi là nhiều trên kênh của Nhi rồi. Thì đặc biệt thì Nhi đã chia sẻ với cô chú anh chị là Nhi sẽ vẫn tiếp tục đấu tố và vẫn tiếp tục chia sẻ những cái góc khuất và những cái chiêu trò ma mị của cái cậu lang thang bụi rậm này. Thì trong một cái ngày hôm nay thì Nhi cũng đã theo dõi cái kênh của lang thang bụi rậm này. Thì trong 3 ngày thì im hơi lặng tiếng, không ra một bất kể một clip nào cả. Từ hôm cái buổi tối mà cậu lên trên không gian mạng, cậu ấy chia sẻ và cậu ấy lên cậu ấy làm tùm tum trong cái không gian mạng hôm đấy. Thì cho đến ngày hôm qua thì Nhi theo dõi trong 3 clip một ngày cậu lên, thì cậu ấy chia sẻ một cái clip đầu tiên. Thì xin thưa mọi người, thì Nhi cũng đã xem một cái clip đó là trò chuyện của mê lang thang bụi rậm. Thì sau khi Nhi nhìn nhận được cái clip đấy và Nhi theo dõi được ra, thì Nhi biết được là cái cậu lang thang bụi rậm này đang câu kết và đang bày đàn với một số những cái người trên không gian mạng và đặc biệt là những cái khán giả. Thì xin thưa mọi người, ối giời ơi luôn. Thì Nhi cũng không hiểu và không biết tại sao và lý do gì cái cậu lang thang bụi rậm này lại câu kết với một cái người đàn bà. Thì mọi người cũng đã nhìn trong cái clip này phải không ạ? Thì theo như Nhi đánh giá, một cái người đàn bà này thì nếu như mà để Nhi đánh giá và để Nhi nhìn nhận thì cái người này không bao giờ được tin tưởng được. Và những cái chiêu trò của cái gọi cho là cái người mà cậu lang thang bụi rậm này đã câu kết và đã uống cà phê trong cái quán đấy, thì Nhi nhìn nhận được ra là cái nhân vật này trước đây đã đi chui rúc vào những cái kênh nọ, chui rúc vào những cái kênh kia, kích và bác và làm câu kết với cái cậu lang thang bụi rậm này lên trên không gian mạng đấu tố và làm những cái gọi cho là trò ba sảm ba xí trên không gian mạng. Thì theo như Nhi nhìn nhận và theo như Nhi đánh giá và theo như Nhi được biết thì cái cậu lang thang bụi rậm này trong cái thời điểm này đang hết like hết view và trong cái câu chuyện đấu tố kênh của Lạc Phong và kênh của anh Điền Võ, thì hiện tại trong cái ngày hôm qua thì Nhi cũng xem được những cái clip của anh Điền Võ lên cùng với em của một em gái đấy cũng lên chia sẻ và cũng lên dẫn dắt, thì cũng tuyên bố là anh Điền Võ sẽ chính thức không làm việc trên hai cái kênh kia nữa và anh ta sẽ lấy lốt cái số tiền ở trên cái kênh đấy và sẽ trả lại những cái kênh này cho một cái bầy đàn YouTuber kia để thứ nhất anh Điền Võ không muốn nhờ không muốn vả của cái đàn YouTuber kia. Thì những cái câu chuyện anh Điền Võ chia sẻ lên không gian mạng, những cái gì Nhi được kiểm chứng, những cái gì Nhi được biết thì Nhi sẽ chia sẻ lại cho cô chú anh chị mọi người được biết. Thì cái thứ hai nữa thì Nhi xin chia sẻ với cô chú anh chị mọi người như sau về cái nhân vật mà đã câu kết với cái nhân vật lang thang bụi rậm này, đó là một cái người phụ nữ trong một cái clip ngày hôm qua. Thì Nhi nhìn nhận được ra thì và mọi người khán giả trên kênh của Nhi thế thôi, nhìn qua cái tướng mạo và cái nhân cách, cái nhân phẩm của một cái con người phụ nữ thì Nhi đánh giá được ra không được tử tế cùng với cái bầy đàn YouTuber này
đã làm những cái trò trên không gian mạng thì Nhi là cái người đã biết được cái sự thật. Cái thứ hai nữa thì sau khi Nhi nhìn nhận được ra là cái nhân vật lang thang bụi rậm này đã lên trên không gian mạng, đã không kiếm được view, không kiếm được like, và đặc biệt là trong cái thời điểm này đang rất chi là đố kỵ với kênh của Lạc Phong và kênh của anh Điển Võ. Thì tại sao bà Nhi lại nói là cái nhân vật này đố kỵ? Thì xin thưa mấy cô chú anh chị và mọi người như sau. Trước đây cái kênh lang thang bụi rậm này bắt đầu vào cái drama đã kiếm được rất chi là nhiều tiền và kiếm được rất chi là nhiều view, nhiều like. Thì trong cái thời điểm này, cái bộ mặt thật và cái con người giả tạo của cái cậu lang thang bụi rậm này đã được không gian mạng và mọi người đã vạch ra được là một cái bầy đàn YouTuber đi theo cô Nguyễn Phương Hằng, đa phần câu like, câu view, chia sẻ những cái thông tin lên không gian mạng chưa được kiểm chứng. Cái thứ hai nữa, làm những cái chiêu trò bầy đàn để nhằm cái mục đích thứ nhất kêu gọi từ thiện. Trước khi cô Nguyễn Phương Hằng đi vắng 2 hôm thì cậu ta đã lập lên một số những cái video để kêu gọi từ thiện, kêu gọi khán giả ủng hộ để cậu ta lấy cái kinh phí để đi ra Bình Thuận để tìm tòi và đưa lên những cái thông tin để giúp đỡ cô Nguyễn Phương Hằng. Thì ngay như bản thân của Nhi và khán giả trên không gian mạng đã nhìn nhận được cái bầy đàn YouTuber này chưa bao giờ chia sẻ hay dẫn dắt một cái thông tin gì bổ ích hay là hay cả. Thì cái bầy đàn YouTuber này đã nói cái bộ mặt thật ra. Thì trong suốt cái quá trình hơn 6 tháng của Nguyễn Phương Hằng đi vắng đến giờ, cái đàn YouTuber này đã dựng lên rất chi là nhiều những cái vở kịch nói không thành có và bịa đặt, chủ yếu mục đích câu like, câu view. Cứ thấy những cái kênh YouTube nào trên không gian mạng ủng hộ và có những cái tiếng nói tốt đẹp về Đại Lam và cô Nguyễn Phương Hằng thì cái đàn YouTuber này dựng lên cái câu chuyện và bịa đặt và xuyên tạc cà khịa để dựa vào để câu like, để câu view. Chứ bản thân Nhi nhìn nhận ra chưa giúp đỡ được gì cô Nguyễn Phương Hằng, chưa giúp đỡ gì được cái trong cái drama này cả. Đa phần chỉ kích và bác và mang trong cái lòng đố kỵ và tị lạnh nhau. Thì Nhi cũng đã nhìn nhận được ra là mới đây nhất thôi thì những cái chiêu trò của cái ông lang thang bụi rậm này, thì trước đây thì Nhi đã chia sẻ với cô chú anh chị mọi người trong những cái clip trước. Thì thứ nhất là cái trong cái câu chuyện từ thiện thì mọi người cứ thử đánh giá cho Nhi xem. Nhìn thứ nhất, cái khách quan và cái rõ nhất là cái vợ chồng, cái cậu Gấu Trúc đã lợi dụng vào thứ nhất cái quán karaoke An Phú, đã kéo câu kết hơn chục kênh YouTube đi làm từ thiện và đi đến những cái gia đình trong cái gọi cho trong cái quán karaoke đấy để chia sẻ những cái thông tin trên không gian mạng nhằm cái mục đích gửi gắm đến những mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Khi nhìn thấy những cái clip đấy thì cô chú anh chị và mọi người mạnh thường quân sẽ có cái lòng thương và sẽ gửi những cái đồng tiền về cho cái đàn YouTube này để cái đàn YouTube này giúp đỡ. Nhưng mà xin thưa với cô chú anh chị mọi người, theo như Nhi nhìn nhận và theo như Nhi đánh giá thì tất cả những cái đàn YouTuber này đa phần chuộc lợi cho cá nhân, chưa giúp ích được gì và chưa bao giờ minh bạch trong cái câu chuyện từ thiện, sao kê cũng không. Thì trong cái câu chuyện thì Nhi lại đi lại về cái vấn đề của cậu ông của cái cậu lang thang bụi rậm kia nữa. Thì mọi người cũng đã biết phải không ạ? Trước đây thì khi khán giả và mọi người cũng có nêu lên những cái giả thiết và cũng yêu cầu cái cậu lang thang bụi rậm phải sao kê lên, thì cậu ta cũng nói một câu là chúng tôi không sao kê sao chăng gì cả. Thì từ lúc đấy Nhi đã nhìn nhận được ra là trong một cái bầy đàn YouTuber này đa phần làm những cái câu chuyện mờ ám trong cái câu chuyện từ thiện này là một. Cái thứ hai nữa thì Nhi quay lại cái vấn đề của cái vợ chồng của cậu Gấu Trúc, thì cô chú anh chị và mọi người đã được nhìn nhận được ra thứ nhất, không có cái lý do tại sao hai vợ chồng đi quay phim, vợ cầm sổ sách để ghi chép những cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước gửi gắm về để ghi vào quyển sổ. Nhưng đến khi khán giả và mọi người yêu cầu sao kê thì hiện tại hai là cái vợ chồng của cái ông Gấu Trúc này không sao kê, không chia sẻ và không công khai cho mọi người và khán giả mọi người được biết, được xem là trong cái góc độ đi làm từ thiện này đã minh bạch và đã sáng sọc tỏ chưa.
thì hai cái vợ chồng cái ông này thì đặc biệt là không. Cái thứ hai nữa thì Nhi đặt ra một số những cái điểm nghi vấn. Đầu tiên, tại sao và lý do gì lại rủ hơn chục kênh YouTube đi làm YouTube và đi làm YouTube thì cô chú anh chị mà và mọi người cũng đã biết rồi phải không ạ? Không có một cái tập đoàn nào mà đi kêu gọi từ thiện mà lại có hơn chục kênh YouTube đi kêu gọi. Thứ hai nữa, không bao giờ có cái tiêu đề mà lại có một người vợ đi cầm sổ sách đi ghi chép như vậy. Thì tại sao nếu như mà người vợ của người ta đi ghi chép thì minh bạch phải không ạ? Nhưng những cái clip anh đưa lên thì không có một cái tiêu đề và không có một cái lời đọc nào lên là có người này gửi bao nhiêu, người kia gửi bao nhiêu tiền, tại sao và lý do gì không chia sẻ và không công khai lên cho không khán giả và mọi người trên không gian mạng được biết được. Và trong cái góc khuất đi làm từ thiện này, có phải đây là một cái tập đoàn đi làm từ thiện không? Có phải là một cái bầy đàn đi ăn không, ngồi rồi không? Khi những cái gia đình của những cái hoàn cảnh này lên thì chỉ nhờ có duy nhất một cái kênh của Mạnh Hùng. Thì tại sao và lý do gì cái bầy đàn YouTuber này lại đẩy một cái kênh của cái kênh Mạnh Hùng ra để cái bầy đàn này lên kêu gọi từ thiện? Thì có phải đây là trong đây là một cái chiêu trò của một cái bầy đàn này không ạ? Thì cô chú anh chị và mọi người hãy đặt ra một cái liềm nghi vấn và đặt ra những cái giả thiết là tại sao và lý do gì nó lại có những khúc mắc và có những cái liềm nghi ngờ như vậy. Thì khi khán giả và mọi người yêu cầu sao kê và minh bạch lên thì tại sao và lý do gì lại không sao kê và không nói lên bất kể một cái lời gì cả, lại im hơi lặng tiếng trong 3-4 ngày hôm nay? Thì có phải trong cái góc khuất, trong cái chiêu trò của cái bầy đàn YouTube này đi làm từ thiện là cái mục đích chuộc lợi cho cá nhân không ạ? Thì cái đấy là cái điểm mấu chốt thì Nhi gửi đến cô chú chị và mọi người trong cái bầy đàn YouTube dơ trong cái thời điểm vừa qua. Cái thứ hai nữa thì Nhi cũng xin thưa với cô chú chị mọi người như sau. Thì Nhi cũng có xem được một cái clip, sau cái clip của ông lang thang bụi rậm lên chia sẻ thì cũng có lên dẫn dắt khán giả thì lại ghi một cái tiêu đề như này: xin lỗi anh Điền Võ, anh Lạc Phong và anh Hoàng. Thì thử hỏi với mọi người thì có phải là cái chiêu trò của cái ông lang thang bụi rậm này lại tiếp tục lên trên không gian mạng động chạm và khích tướng và lại tiếp tục chia sẻ và lại tiếp tục cà khịa để câu like câu view không ạ? Nên là tại sao và lý do gì Nhi lại tiếp tục lên cái clip này trong cái ngày hôm nay? Thì Nhi sẽ lại nghe ngóng trong cái clip đấy ra, thì Nhi nghe ra thì Nhi lại thấy cái luận điệu của cái ông lang thang bụi rậm này, thứ nhất cay cú và dùng cái chiêu trò lại tiếp tục dựng lên cái câu chuyện ối giời ơi để đấu tố cá nhân tiếp với Điền Võ và Lạc Phong. Thì khi anh Điền Võ anh đã lên anh thông báo rồi và anh đã chia sẻ rồi những cái gì anh ấy làm và những cái gì anh ấy tiếp tục thì anh không liên quan cái đàn YouTube rơi nữa. Nếu như mà vẫn cố tình cà khịa hoặc là dựng cái câu chuyện ối giời ơi thì anh Điền Võ anh sẽ tiếp tục, anh ấy lên anh ấy phản biện, anh sẽ làm những cái gì anh cần làm. Thì cô chú anh chị mọi người cũng đã biết cái clip của anh Điền Võ phải không ạ? Cái thứ hai nữa thì Nhi cũng đã bảo rồi, cái đàn YouTube dơ này không cam tâm và không bao giờ dừng lại trong cái câu chuyện đấu tố này. Bởi vì kênh của anh Điền Võ và Lạc Phong còn view, còn like, còn cao hơn thì cái đàn YouTube dơ này vẫn sẽ không bao giờ dừng lại và vẫn tiếp tục đố kỵ và ganh tị với anh Điền Võ và Lạc Phong chứ không bao giờ dừng lại. Và tất nhiên không dừng lại thì Nhi vẫn sẽ tiếp tục tìm tòi và Nhi sẽ vạch ra cái sự thật về cái đàn YouTube dơ này để cho cô chú anh chị và mọi người xem những cái góc khuất của cái đàn YouTube dơ này đang làm những cái gì và đang câu kết những cái gì với ai và những cái thế lực nào ở bên ngoài. Thì Nhi sẽ chia sẻ với cô chú anh chị mọi người được biết. Thì hiện tại Nhi cũng chia sẻ và bật mí cho mọi người biết một cái chiêu trò, đó là mật bán mật ong. Thì hiện tại thì Nhi đã đăng lên một cái tab cộng đồng ở trên kênh của Nhi thì có một cái chú ở trong rừng U Minh đấy. Mọi người nhiều khi cứ nghĩ là Nhi nói thế nọ nói thế kia thì Nhi đã đăng lên một cái tab cộng đồng đấy. Thì có cái giá cả và cái mật ong của cái chú đấy đã công khai và đã cho Nhi biết được cái giá cả trong đấy. Và đã cho Nhi biết được là trước đây một cái bầy đàn này cũng đã mua và đã sử dụng cái mật ong này để lên trên không gian mạng để bán cho cô chú anh chị và mọi người. Rồi thì hiện tại cái giá mật ong ở đấy, mật ong chuẩn là 300.000 một lít, còn mật ong nhà nuôi thì vào 160.000 một lít. Thì cô chú anh chị và mọi người hãy xem ở cái tác cộng đồng mà Nhi đã chia sẻ lên để cho cô chú anh chị mọi người biết được là tại sao Nhi lại có được
những cái thông tin mà Nhi chia sẻ với cô chú anh chị cách đây không lâu, thì để cho cô chú chị biết được là cái chiêu trò và cái mưu đồ của cái cậu lang thang bụi rậm này lên trên không gian mạng đã làm những cái gì và đã chia sẻ những cái gì và đã lợi dụng những cái gì vào cô chú anh chị và mọi người trên không gian mạng. Nhi đã chia sẻ lên, cô chú anh chị hãy lắng nghe và hãy vào cái tab cộng đồng trên kênh của Nhi để xem được là cái lời đối thoại giữa Nhi và cái chú bán mật ong trong thực u minh kia xem có đúng như Nhi chia sẻ hay không. Thì mong cô chú anh chị mọi người hãy nhìn nhận ra để biết được, tránh cái tình trạng để cho cái cậu lang thang bụi rậm này cậu lợi dụng vào cô chú anh chị và mọi người và khán giả, đặc biệt là những người khán giả đang yêu mến của Nguyễn Phương Hằng và ủng hộ cho những cái kênh YouTube nhưng ủng hộ nhầm cho cái đàn YouTube dơ. Thì Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người như vậy về cái câu chuyện của ông lang thang bụi rậm. Thì cái thứ hai trong cái clip này thì Nhi sẽ lại tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người về cái em Đinh Lăng Quăng. Thì tại sao thì Nhi lại nói về cái em Đinh Lăng Quăng? Thì xin thưa với cô chú anh chị và mọi người như sau. Thì hiện tại trong cái ngày hôm qua thì Nhi cũng xem một cái clip của bạn Lạc Phong lên, bạn cũng thông báo là hiện tại bạn ấy sẽ tuyển một người song hành và đi làm cùng với bạn ấy trong cái câu chuyện YouTube, thì đưa những cái thông tin bổ ích lên để bạn ấy có được kiểm chứng và bạn ấy sẽ ra những cái clip để bạn ấy phản biện lại. Thì bạn ấy cũng có lên chia sẻ là trong mấy ngày hôm nay cái em Đinh Lăng Quăng này lên trên không gian mạng rất chi là hay cà khịa vào cái kênh của bạn Lạc Phong và dùng những cái lời lẽ, những cái tab cộng đồng đều không được kiểm chứng và lên bịa đặt và xuyên tạc ra, dẫn dắt khán giả và dẫn dắt dư luận về cái lọ, về cái kia. Thì bạn Đạt Phong, bạn ấy cũng đưa ra những cái lập luận và những cái giả định. Thứ nhất, có một số những khán giả trên kênh của bạn Đạt Phong cũng có comment, cũng có nói bảo là hiện tại là cái em Đinh Lăng Quăng này đang có, thứ nhất, chậm về cái nhận thức, thứ hai, chậm về gọi cho là cái suy đoán, thứ ba nữa là cái em Đinh Lăng Quăng này đang bị ảnh hưởng về cái thần kinh. Nên là bạn Lạc Phong này, bạn cũng đã lên, bạn lập những cái giả định ra. Thì sau đây thì Nhi sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mọi người biết được là những cái tab cộng đồng như nào, và có phải là cái em Đinh Lăng Quăng này nhìn nhận chậm không và ý thức kém hay không. Thì Nhi sẽ chia sẻ cho mọi người cùng được biết, cùng được nghe, cùng được thấy và cùng được trao dồi những cái luận điệu của cái em Đinh Lăng Quăng này bịa đặt và xuyên tạc, dẫn dắt dư luận trong cái thời gian vừa qua. Thứ nhất về cô Nguyễn Phương Hằng, thứ hai trong cái thời điểm này về bạn Lạc Phong và anh Điền Võ. Thì Nhi sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và mọi người cùng xem. Thì mong cô chú anh chị và mọi người chờ. Thì đây, thì trong mới đây nhất thì Nhi sẽ đọc cho cô chú anh chị và mọi người xem một cái luận điệu xuyên tạc và bịa đặt của cái em Đinh Lăng Quăng cho cô chú chị nghe. Thấy Đinh Năng nói đúng chưa? Võ Minh Điền, Từ Tuấn Hiệp, Lạc Phong đang khơi tội của Đại Lam lợ ngân hàng nghìn tỷ đồng do báo đưa tin, nó cố tình vu khống đất Bình Dương cho công ty Đại Lam, bị gây áp lực dư luận để xem hai người này kết tội ông Huỳnh Uy Dũng như thế nào. Thì trong cái tab cộng đồng này thì Nhi xin thưa với cô chú anh chị mọi người như sau. Cái câu chuyện trước đây thì em Đinh Năng này đã lên một cái clip và cũng có chia sẻ và cũng có nói thẳng ra một cái vấn đề. Thứ nhất là công ty Đại Lam hiện tại đang nợ 17.000 tỷ. Là cái thứ nhất, Nhi có được xem cái clip đấy của em Đinh Lăng Quăng là lên nói và cũng có vu khống cho công ty Đại Lam như vậy. Cái thứ hai nữa, cái em Đinh Lăng Quăng này đã chia sẻ lên cho cộng đồng mạng và mọi người biết được là Đại Lam đã thay chủ. Thì thử hỏi với cô chú anh chị và mọi người, đây có phải là cái lập luận của cái em Đinh Lăng Quăng trước đây hay không? Thì bây giờ em ta lại lên gắp lửa bỏ tay người và lại đổi cho Điền Võ và Lạc Phong đang thế lộ, đang thế kia. Thì thử hỏi với cô chú anh chị và mọi người, đây có phải là một cái chiêu trò của một cái em Đinh Lăng Quăng này không? Và cái em Đinh Lăng Quăng này đã giúp gì và đã chia sẻ những cái gì? Có phải là vu khống và bịa đặt và xuyên tạc cho Đại Lam hay không? Thì cô chú anh chị và mọi người hãy bình luận, hãy comment cho Nhi ở dưới clip để Nhi sẽ chia sẻ những cái câu chuyện dẫn dắt khán giả làm sao để cho cái em Đinh Lăng Quăng này,
em mới biết được là em gắp lửa bỏ tay người như thế nào. Và cái chiêu trò của cái em Đinh Đăng Quang này đưa lên không gian mạng, những cái gì chưa được kiểm chứng và những cái thông tin gì trước đây em đã bịa đặt và xuyên tạc cho cô Nguyễn Phương Hằng và bây giờ là Lạc Phong và anh Điền Võ, thì cô chú anh chị mọi người hãy comment, hãy góp ý, chia sẻ những cái gì cô chú anh chị biết, thì cô chú anh chị hãy comment ở dưới video cho Nhi, để Nhi sẽ thông tin lên những cái clip hay nhất để gửi cô chú anh chị và mọi người, để biết được là cái em Đinh Lăng Quang này đang làm và đang có cái mưu mô gì, để cho cô chú anh chị mọi người biết được cái em Đinh Lăng Quang này không phải là cái người thế lọ của người thế kia, mà em này là một cái con người ăn tiền của một cái thế lực nào đấy, xuyên tạc và bịa đặt, dẫn dắt dư luận và lên lập lên những cái chiêu trò ma mị, đưa đường dẫn lối và bịa đặt xuyên tạc ra nhằm hạ bệ công ty Đại Lam và đặc biệt cô Nguyễn Phương Hằng và Lạc Phong và Điền Võ. Thì theo như cái cách đánh giá và theo như cách nhìn nhận của Nhi, cái em Đinh Lăng Quang này là một cái con người thứ nhất xuyên tạc bịa đặt, vu khống, dựng cái câu chuyện nói không thành có lên. Mong cô chú anh chị mọi người hãy bình luận và comment ở dưới cho Nhi những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì hay nhất, để Nhi sẽ góp ý, Nhi sẽ kiểm chứng những cái thông tin bổ ích và thông tin chính thống, Nhi sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người biết được là cái em Đinh Lăng Quang này đang làm cái chiêu trò gì. Thì cái thứ hai trong cái clip, thì trong cái tiêu đề đấy thì Nhi sẽ lại đọc tiếp cho cô chú anh chị mọi người nghe. Thì trong cái câu chuyện thì mọi người thử nghe cái câu chuyện này, Nhi sẽ đọc trong cái tab cộng đồng này. Thì có phải là cái em Đinh Lăng Quang này đang vu khống và bịa đặt cái câu chuyện cho bạn Lạc Phong hay không và anh Điền Võ hay không? Thứ nhất, giờ bọn này dùng bài của bà Hằng để tấn công Báo Thanh Niên. Ai muốn đất nước chúng ta nội chiến, chỉ có bọn phản động kích động bọn Võ Minh Điền, Từ Tuấn Điệp, Lạc Phong này thôi. Thì Nhi xin thưa với cô chú anh chị và mọi người như sau. Và em Đinh Đăng Quang, thứ nhất, đây là cái tab cộng đồng em đưa lên nhằm cái mục đích em vu khống cho Lạc Phong và Điền Võ. Cái thứ hai nữa, em đăng lên cái bài này, thứ nhất, em bảo là bạn Lạc Phong và anh Điền Võ đang tấn công Báo Thanh Niên thì em là cái tội vu khống, hiểu chưa? Tôi tin chắc mấy em một điều rằng bạn Lạc Phong và anh Điền Võ sẽ lập cái vi bằng gửi cơ quan chức năng xem có phải được như cái lời của em nói hay không, có phải em vu khống cho Lạc Phong và Điền Võ đang tấn công Báo Thanh Niên hay không, có phải đây là cái lời xuyên tạc của bịa đặt của em hay không. Thì em sẽ là cái người phải kiểm chứng cái thông tin này cho khán giả và không gian mạng biết được có đúng hay là sai. Cái thứ hai nữa, ai muốn đất nước nội chiến, đây có phải cái chiêu trò của cái lũ phản động không, và có một cái bầy đàn YouTuber trước đây đã dựng lên cái câu chuyện không? Tại sao và lý do gì em lại nghĩ được ra những cái chiêu trò này? Nên là Nhi sẽ làm cái clip này, Nhi chia sẻ cho cô chú chị mọi người biết được trong cái tab cộng đồng này, chính em Đinh Lăng Quang này đã ghi lên và đã đưa lên những cái lập luận và cái giả định này chưa được kiểm chứng, và em ấy đã đưa lên không gian mạng và mọi người được nhìn thấy. Và đặc biệt cái kênh của em Đinh Đăng Quang này có hơn 11.000 người theo dõi lên trong cái clip này, và những cái tiêu đề này phát tán ra ngoài thì sẽ gây ảnh hưởng và hậu quả như thế nào, thì cái em Đinh Đăng Quang này sẽ phải nhận cái hậu quả làm sao nó hay nhất, nó tốt đẹp nhất để gửi cho em Đinh Đăng Quang này. Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy chia sẻ cái clip của Nhi lên trên không gian mạng để cho khán giả mọi người biết được cái bộ mặt thật của cái em Đinh Lăng Quang này đang câu kết với ai và đang làm những cái gì trên không gian mạng. Thì cô chú anh chị mọi người cũng đã biết, Nhi sẽ đọc lên những cái tab cộng đồng đấy để cho cô chú anh chị mọi người biết được là em Đinh Lăng Quang này không phải là cái con người đơn giản, và những cái lời lẽ của em Đinh Lăng Quang đưa lên là những cái lời lẽ của cái bên thứ ba đang đứng đằng sau em Đinh Lăng Quang này giật dây và có khả năng là thuê mướn em Đinh Lăng Quang này, chứ không phải không. Chứ không bao giờ em ấy lại nghĩ ra những cái câu từ, những cái luận điệu và những cái chia sẻ dẫn dắt này nó lại như thế này được. Nên là mong cô chú anh chị mọi người hãy chia sẻ lên để cho mọi người những không gian mạng biết được là cái bộ mặt thật của cái em Đinh Đăng Quang này đang làm cái chiêu trò gì, có phải đang gắp lửa bỏ tay người không, có phải là đang muốn bạn Lạc Phong và anh Điền Võ im mồm để cho cái đàn YouTuber này
dựng lên cái câu chuyện ối giờ trên không gian mạng không? Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy xem xét, hãy nhìn nhận và hãy nghe ngóng những cái thông tin, những cái tab cộng đồng của cái bầy đàn YouTube dư này, và đặc biệt là cái em Đinh Lăng Quang này chia sẻ không gian mạng. Những cái gì Nhi chia sẻ lên, Nhi sẽ được kiểm chứng qua những cái tab cộng đồng của cái em Đinh Lăng Quang này, chứ không bao giờ Nhi đọc theo một cái cách thứ nhất là tự do và đọc những cái gì chưa được kiểm chứng. Và hiện tại Nhi sẽ cho cô chú chị mọi người được xem đây. Đấy, mọi người xem nhá, cái tác cộng đồng phải không, chính thống luôn. Đây, cái tác cộng đồng thứ hai đây, Nhi sẽ lưu lại cái thông tin như này nhá mọi người nhá, để cho cô chú chị mọi người biết được là những cái chiêu trò của cái em Đinh Đăng Quang này như thế nào. Đây mọi người nhá, Nhi nói phải có mách, mách phải có chứng, chứ Nhi không bao giờ Nhi nói không thành có. Nhi phải chia sẻ lên đây. Nếu như Nhi làm những cái gì có ảnh hưởng lên thì Nhi có cái bằng chứng lập luận lại và chia sẻ lại và dẫn dắt lại những cái câu chuyện, câu trò và những cái tiêu đề trên đây nó là có thật. Kể cả sau này em có xóa đi nhưng Nhi vẫn còn lại và Nhi vẫn còn giữ lại những cái luận điệu và những cái chia sẻ của em Đinh Đăng Quang này, để cho cô chú anh chị và mọi người biết được là cái chiêu trò của em Đinh Đăng Quang này như thế nào. Thì mong cô chú anh chị mọi người hãy nghe tiếp cái phần thứ ba Nhi sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp theo. Thì cái thông tin thứ ba thì Nhi muốn chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người cũng chỉ ngắn tầm khoảng 3-4 phút thôi. Thì Nhi chia sẻ với cô chú anh chị mọi người như sau. Trong một cái clip mới đây nhất thì Nhi cũng theo dõi của cái em Đinh Lăng Quang này, thì em có lên một cái clip và em cũng có ghi một cái tiêu đề là hiện tại anh Điền Võ và Lạc Phong đang thứ nhất là hạng của Nguyễn Phương Hằng. Thì thử hỏi em Đinh Lăng Quang này, em lấy cái thông tin ở đâu mà em bảo là anh Điền Võ đang hạng của Nguyễn Phương Hằng? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, em nhặt nhạnh được cái thông tin ở đâu? Em bịa đặt, em xuyên tạc người ta. Cái câu chuyện em bảo là công an Bình Dương sẽ trả lại hồ sơ, hiểu chưa, và điều tra lại những cái người đồng phạm, là em lấy cái thông tin ở đâu? Và những cái thông tin này đã được kiểm chứng hay chưa? Hay em lên trên không gian mạng, em bịa đặt, em xuyên tạc, em dẫn dắt dư luận để cho cái câu chuyện này nó dối lên? Thì em mới chia sẻ cho khán giả và mọi người được biết được là đây là cái luận điệu và đây là cái chiêu trò gì. Thì khán giả và mọi người trên kênh của Nhi, mọi người hãy theo dõi, hãy đánh giá cái clip đấy. Thì Nhi cũng không muốn đọc lên cái clip này dài để cho cô chú chị mọi người nghe. Nhi chỉ cần đọc lên cái tiêu đề trong cái clip đấy nhằm cái mục đích gì, và cái tiêu đề trong cái clip này có phải là cái em Đinh Lăng Quang này đang bịa đặt lên không, có phải là cái thông tin này chưa được kiểm chứng không, và cái thông tin này đã đúng chưa, hay là cái mục đích của em trên không gian mạng này để em câu like, em câu view, em bịa đặt, em dẫn dắt dư luận hả cô chú chị mọi người? Thì mọi người hãy chia sẻ, hãy xem xét lại cái tiêu đề trong cái clip của em Đinh Đăng Quang này đưa lên. Thứ nhất, tại sao và lý do gì, ai dò dỉ cái thông tin công an Bình Dương điều tra, có thể điều tra lại những cái người đồng phạm này và trả lại hồ sơ cái vụ án của cô Nguyễn Phương Hằng này, lấy đâu cái thông tin này và ai cung cấp cái thông tin này cho em Đinh Đăng Quang để em lên em bịa đặt, em xuyên tạc ra? Thì cô chú anh chị và mọi người hãy chia sẻ thật mạnh tay clip của Nhi lên để cho cơ quan chức năng và mọi người biết được là trong cái clip này em Đinh Đăng Quang đang dùng cái chiêu trò gì và tại sao và lý do gì em lại biết được cái thông tin này và em mới biết được là anh Điền Võ đang hại cô Nguyễn Phương Hằng. Thì mong cô chú anh chị mọi người hãy chia sẻ thật mạnh tay lên cho Nhi để cho em Đinh Đăng Quang này em giải trình, em giải thích được cái tiêu đề cái clip này nó xảy ra và nó như thế nào. Thì mong cô chú anh chị và mọi người hãy giúp Nhi và ủng hộ Nhi những cái gì Nhi cần, Nhi kêu gọi cô chú anh chị mọi người. Thì mong cô chú anh chị mọi người hãy ủng hộ cùng Nhi để đưa lên những cái tiếng nói hay, tốt, đẹp để chia sẻ không gian mạng với mọi người. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì Nhi làm cũng rất chỉ là dài rồi, có 3 phần. Thì Nhi cũng xin dừng cái clip ở đây. Xin cảm ơn cô chú anh chị và mọi người đã luôn lắng nghe và ủng hộ Nhi trong suốt cái thời gian vừa qua, để Nhi tiếp tục Nhi lên những cái chia sẻ, những cái dẫn dắt câu chuyện làm sao nó được, những thông tin nó được kiểm chứng và những cái gì Nhi được nhìn thấy, được biết thì Nhi sẽ chia sẻ với cô chú anh chị mọi người, chứ không bao giờ Nhi đọc hoặc xuyên tạc những cái đạo lý lên. Mong cô chú anh chị mọi người hãy thông cảm, hãy hiểu với Nhi. Thì Nhi xin phép đi xin dừng clip ở đây. Xin chào cô chú anh chị mọi người, xin hẹn mọi người ở những clip tiếp theo. Bye bye mọi người.